Mưa Radio. Ra là cái chuyện đó. Ông Bích, chuyện hôn nhân hệ trọng cả một đời, đâu có phải mối mai sắp đặt mà thành. Vậy thì vì lẽ gì mà cô không ân? Có phải vì tôi chưa thiệt giàu, chưa xứng đáng với tài ăn học của cô không? Bích hỏi một cách sấn sổ, mặt nó đỏ gay như vừa uống rượu. Đáp lại Bích, Nguyệt vẫn thái độ điềm nhiên, nói từng câu từng chữ thiệt rành. Ông nghĩ tôi là người ham tiền ham bạc, để cho mấy kẻ giàu sang lấy của cải ra mà lòe tôi được sao? Ông Bích à, con người đáng trọng hay khinh là ở tư cách, chứ không phải tiền bạc giàu sang. Anh nhận được thơ nhà trưa hôm qua em à? Anh được thơ nhà, trong đó cự tuyệt lời cầu xin của anh. Trong thơ không có nói gì về chuyện đó, chỉ kêu anh thu xếp về gấp thôi hả? Về gấp? Chừng nào anh đi? À, ngày mai. Mai? Nguyệt nhìn sững Minh. Ánh mắt Nguyệt chan chứa cả yêu thương, thất vọng và tuyệt vọng. Thôi, em hiểu rồi. Nhà dục anh về gấp là để cưới vợ cho anh đó. Bà thương con, mà ba cũng thương cái danh giá gia đình. Ba không muốn ai cười chê phỉ nhổ. Nguyệt, con có thương ba không con? Dạ thương. Ba đánh ba chửi con hoài mà con không ghét ba sao con? Dạ không, con có lỗi với ba nhiều. Con có thương má con không? Dạ thương. Má con đang hấp hối kìa. Mai mốt má con mất, con không về để tang sao con? Nguyệt òa khóc, giọng run run. Dạ thưa ba, con về. Nếu như con về, con có thể bồng đứa nhỏ này về được không? Không bao giờ, không bao giờ. Con mà bồng nó về ba chết liền nghe con. Ba ơi. Má con thương con, ngày nào má cũng kêu tên con. Vậy mà con chưa bưng cho má con được một tách nước, một chung trà để trả ơn cho cha mẹ. Con có hiếu như vậy đó sao Nguyệt? Ba ơi, con sẽ về. Con sẽ về lo cho ba má. Nhưng con xin ba thương con. Thì ba thương con mà. Nếu ba thương con thì... Ba thương con thiệt mà. Ba thương con. Ba thương con thì ba đừng bắt con xa lìa núm ruột mà con mang nặng đẻ đau. Ba thương con thì tại sao ba không cho con cái quyền được thương con của con hả ba? Anh để cho tôi cảm đời vui chiếc tình yêu ước ba đầu như nước dài qua cầu vừa gặp thì đã xa thôi thì tình của chúng ta riêng đành chịu số. Ta miễn cho con khôn lớn hơn người trẻ như còn một phần quán. Tiếc làm gì cái thua tóc xanh. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn. Mưa Radio.